Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trục trặc về âm nhạc thì lại tới là âm thân ánh sáng. Định mệnh chắc là khi là các bạn muốn ngắm mấy cái tà áo dài của lớp cô nhiều hơn nên bởi vậy nhạc nó mới ngưng, sau lại hát thêm một lần nữa đúng không? Chắc là vậy. Ở đây thì tất cả mọi người ở trong lớp này á, đặc biệt cái lớp M64 của cô thì các bạn đa phần là rất là lớn tuổi, nhìn thì rất là trẻ trung như vậy nhưng mà đa phần các chị rất là lớn tuổi nên không có biết là tập tiết mục gì. Thì hôm nay lớp đi, tất cả mọi người đều, tất cả những cái tà áo dài này là bạn nào trình diễn là do bạn đó tự thiết kế luôn, tức là người nào trình diễn tiết mục nào thì là áo dài của bạn đó thiết kế. Ngày hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, bản thân cũng là một giáo viên trong học viện Giai nhạc này, thay mặt tất cả những giáo viên đã có mặt tại đây cảm ơn tất cả các bạn học viên trong học viện Giai nhạc đã đến đây cổ vũ cũng như là gửi những lời chúc tốt đẹp đến cái con chim này nó đầu tiên thì lúc mà biết được đó là ở đây sẽ có cô hiệu trưởng với lại những cái anh chị trong giáo viên làm giám khảo thì tự nhiên khi mà đi thì cảm giác nó bị khớp với lại cái váy thì nó dài quá, nó cứ móc vô trong cái chân ngoài mà gặp ở dưới á, nó của cô Hương nó làm cho cái trái tim tự nhiên nó cứ đập không ngừng. Đầu tiên thì thay mặt cho M64 gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô cũng như cô hiệu trưởng của trường. Quá ơi!